Em tên là Bích Hợp, hôm nay em 19 tuổi. Sau này sẽ kiếm được nhiều tiền, có cơ hội việc làm cao, thì học chuỗi cung ứng thì nó cơ hội việc làm nó đa dạng lắm, vô phần nào cũng được. Với lại mẹ em là có thâm niên làm lâu trong về cái ngành xuất nhập khẩu, thì supply chain là một cái phần nhỏ trong đó. Thì sau này có gì thì mẹ em sẽ truyền kinh nghiệm cho em, nên là chọn cái ngành đó là chắc chắn nhất. Phải sống với mẹ nữa. Thì đương nhiên là em thích ở với mẹ, nhưng mà ở với mẹ thì bị trầm cảm nhiều quá. Bây giờ mình ở tự 18 năm ở với mẹ rồi, bây giờ mình thử mình sống mình coi sao. Nhưng mà học ngôn ngữ là phải nghiên cứu chuyên sâu, mà ra thì cơ hội việc làm rất là thấp, chỉ có đi làm giáo viên thôi. Nên mẹ là không có đồng ý với cái ngành đó. Không được, không có lý lẽ để thuyết phục. Tại mẹ em đặt câu hỏi là học xong ra làm gì. Tại vì mẹ kêu mà học ngôn ngữ mà muốn có nhiều tiền là phải làm thông dịch viên, mà thông dịch viên mà muốn có nhiều tiền là phải thông dịch viên cho chính phủ. Không, hồi xưa, tại vì hồi xưa em tính đi Mỹ nên em không có tìm hiểu về Canada nhiều, em chỉ tìm hiểu về Mỹ thôi. Mà tình cờ là em thử nộp câu hỏi cho New World, từ chị Quỳnh mới gọi điện tư vấn, thì mới nói cái chương trình CS mà, thì lúc đó em mới có hứng thú với CS. Thì đó em mới thử bàn với mẹ em, cơ hội 50-50 Mỹ hay là Canada. Thì thấy CS cái hồ sơ thủ tục nó dễ hơn, nó đơn giản hơn. Em thấy có nhiều thứ để lo, nhưng mà em nghĩ có tiền thì diễn xong á. Nhưng mà cái chính là em không có tiền. Em lo hả? Em lo là qua bên đó ở nó không có hợp. Tại vì em nghe nói bên Canada thời tiết nó hay thay đổi, nó không có hợp. Tại em sống Việt Nam quen rồi, ở đó em sợ em bị bệnh, tại em dễ bệnh lắm. Giúp em hả? Thì sau khi học xong thì cơ hội việc làm của em nó cũng nhiều hơn là khi mà học ở trường đại học ở Việt Nam. Chính là sau khi làm thì em có thể ở lại, tại vì em còn em trai nữa, mà em ở lại thì em sẽ bỏ lỡ em trai em qua, tốt cho tương lai nó hơn.